Lúc thừa sự cúng dường chư Phật Thế Tôn, các đại Bồ Tát rất vui mừng, ưa thích, cung kính, chẳng khi nào không vui mừng, ưa thích, cung kính. Đối với chánh Pháp mà các vị như Lai ứng tránh đẳng giác đã nói, vị ấy cung kính lắng nghe, thọ chỉ đọc tụng cho đến khi đạt quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề, chọn không quên mất. Vị ấy đem Pháp đã được nghe, giảng nói một cách đúng đắn, giúp các hữu tình đạt được an lạc, lợi ích thủ thắng lại nữa thiện hiện ta dùng phật nhãn quán sát hàng hà sa số thế giới khắp mười phương thấy có đại bồ tát vì muốn lợi ích các loài hữu tình trong đường súc sanh nên vị ấy tự xả bỏ thân mạng đại bồ tát này thấy các xúc xanh bị lửa đói áp bức muốn giết hại nhau nên vị ấy phát sanh lòng thương xót tự cắt các bộ phận của thân chặt đứt xương cốt quang khắp mười phương cho chúng tự ý ăn nuốt các loài xúc xanh được ăn thịt trên thân của bồ tát này đều rất kính yêu và hổ thẹn đối với bồ tát do nhân duyên này chúng thoát khỏi đường xúc sanh và được sanh lên trời hoặc sanh làm người, gặp được như lai ứng tránh đẳng giác, nghe giảng tránh pháp, tu hành đúng đắn, tuần tự nương vào ba thừa, mà đến nơi viên tịch, nghĩa là chứng đắc đại thừa vô thượng, độc giác thanh văn và nhập cảnh giới niết bàn. Thế nên thiện hiện, các đại Bồ Tát có thể vì thế gian mà làm các việc khó làm, tạo nhiều lợi ích, đó là để lợi lạc các hữu tình vị ấy tự phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng làm cho người khác phát tâm ấy tự thực hành các loại chánh hạnh như thật cũng làm cho người khác thực hành lại nữa thiện hiện ta dùng phật nhãn quán sát khắp hoàng hà xa số thế giới ở mười phương thấy có đại bồ tát vì muốn làm lợi ích cho các loài hữu tình trong đường ngạ quỷ nên nguyện đến cõi ấy, tìm cách dứt trừ nỗi khổ đói khát làm cho các ngạ quỷ được dứt hết các nỗi khổ và sanh tâm kính yêu hổ thẹn đối với Bồ Tát. Bồ Tát lại giảng nói pháp yếu, để keo kiệt cho họ nghe, nghe xong họ sanh tâm bố thí. Nhờ căn lành này, họ được thoát khỏi đường ngạ quỷ, được sanh làm trời hoặc người được gặp như lai ứng tránh đẳng giác cúng dường cung kính nghe giảng chánh pháp tuần tự tu tập tránh hạnh thuộc ba thừa cho đến khi chứng đắc vô thượng đại thừa độc giác thanh văn nhập cảnh giới niết bàn thế nên thiện hiện các đại bồ tát an trụ vào đại bi đối với loài hữu tình phát sanh vô số phương tiện thiện xảo giúp họ chứng đắc niết bàn thuộc ba thừa lại nữa, thiện hiện ta dùng Phật nhãn Quán sát khắp hàng hà sát số thế giới ở mười phương, có đại Bồ Tát, dùng phương tiện thiện xảo giảng nói tránh pháp cho chư thiên trời tứ đại vương cho đến chư thiên trời tha hóa tự tại. Sau khi nghe Bồ Tát giảng tránh pháp, chư thiên ấy tuần tự dựa vào ba thừa, siêng tu tránh hạnh và chứng nhập cảnh giới niết bàn. Thiện hiện nên biết, trong thiên chúng kia có các thiên tử tham đắm năm loại dục lạc vi diệu của cõi trời và các cung điện báu mà họ ở đại bồ tát này thị hiện phát lửa thiêu đốt cung điện của họ làm cho họ xanh nhàm chán sợ hãi nhân đó bồ tát giảng nói cho họ nghe pháp các thiên tử hãy quan sát kỹ các hành vô thường khổ không vô ngã không đáng tin cậy người trí không có say đắm pháp này nghe pháp âm này các thiên tử rất chán và sợ hãi năm dục tự quán thân mạng giả dối vô thường giống như thân cây chuối ánh chớp quáng nắng quán các cung điện giống như lao ngục sau khi quán như vậy họ tuần tự nương vào ba thừa siêng tu tránh hạnh và đạt được phiên tịch nghĩa là tuần tự chứng nhập niết bàn thuộc ba thừa lại nữa thiện hiện ta dùng phật nhãn quán sát khắp hàng hà xa số thế giới ở mười phương có đại bồ tát thấy các vị phạm thiên chấp trước vào cảnh giới của các kiến thức nên dùng phương tiện dạy họ nhàm chán xả bỏ bồ tát dạy ở trong các hành rỗng không, vô tướng, hư dối, không thật. Vì sao chư thiên các ông lại phát sanh các kiến thủ ác như vậy? Hãy mau xả bỏ nó và tiên nhận tránh pháp để giúp cho các ông được an lạc, lợi ích lâu dài thế nên thiện hiện các đại bồ tát an trụ đại bi giảng nói pháp yếu cho các hữu tình thiện hiện đó là pháp kỳ lạ hy hữu mà các đại bồ tát có được lại nữa thiện hiện ta dùng phật nhãn thanh tịnh không chướng ngại quán khắp hằng hà sát số thế giới ở mười phương thấy có đại bồ tát dùng bốn nhiếp sự để cứu giúp các hữu tình những gì là bốn một là bồ thí hai là ái ngữ ba là lợi hành bốn là đồng sự thiện hiện đại bồ tát dùng bố thí để cứu giúp các hữu tình như thế nào thiện hiện các đại bồ tát dùng hai cách bố thí để cứu giúp các hữu tình hai cách thí đó là tài thí và pháp thí thiện hiện đại bồ tát dùng tài thí để cứu giúp các hữu tình như thế nào thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa các đại bồ tát có thể đem các loại đồ ăn uống y phục nhà ở ngoạ cụ xe cộ đèn sáng âm nhạc hương hoa cờ lộng báu anh lạc bố thí cho các hữu tình hoặc đem vàng bạc bảo châu báu phả chi ca lưu ly li, ngọc bích kha bối chân châu đế thanh đại thanh mạc ni báu thạch tàng trừ tàng hoa sen hồng bố thí cho các hữu tình hoặc đem vợ con trai con gái tôi tứ lớn nhỏ người hầu voi ngựa trâu dê và thuốc thang bố thí cho các hữu tình hoặc đem các loại của báu kho tàng thành ấp xóm làng ngôi vua bố thí cho các hữu tình hoặc đem các bộ phận trên thân như tay chân xương cốt đầu mắt tủy não bố thí cho các hữu tình đại bồ tát này đem các loại đồ vật để ở ngã tư đường dối lên đài cao sướng lên như vậy tất cả hữu tình có cần vật gì thì cứ đến lấy đừng sanh nghi ngờ hãy lấy như lấy vật của mình đừng có tưởng là lấy vật của người khác cho đến thân ta tay chân xương cốt đầu mắt tủy não ai có cần gì thì cứ tùy ý lấy đối với các ông ta không có tiếc rẻ sau khi bố thí cho các hữu tình những vật cần dùng rồi, Đại Bồ Tát này lại khuyến khích họ quy y Phật Pháp Tăng, hoặc khuyến khích họ thọ trì năm giới cận sự, hoặc khuyến khích thọ trì tám giới cận trụ, hoặc khuyến khích họ nghiệp đạo thập thiện, hoặc khuyến khích tu học tịnh lự thứ nhất cho đến tịnh lự thứ tư, hoặc khuyến khích tu học từ vô lượng cho đến xả vô lượng, hoặc khuyến khích tu học định không vô biên xứ cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc khuyến khích tu học tùy niệm về Phật cho đến tùy niệm về thiên, hoặc khuyên tu học quán bất tịnh, quán hơi thở, hoặc khuyên tu học tưởng vô thường cho đến tưởng diệt, hoặc khuyên tu học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc khuyên tu học ba môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc khuyên người tu học tám giải thoát cho đến mười biến xứ, hoặc khuyên tu học bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc khuyên an trụ vào pháp nội không cho đến vô tính tự tính không hoặc khuyên an trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc khuyên an trụ thánh đế cổ tập diệt đạo hoặc khuyên tu học tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa hoặc khuyên tu học tịnh quán địa cho đến như lai địa hoặc khuyên tu học cực hỷ địa cho đến pháp vân địa hoặc khuyên tu học năm loại mắt sáu phép thần thông hoặc khuyên tu học mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng hoặc khuyên tu học 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, hoặc khuyên tu học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc khuyên tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc khuyên tu học quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, hoặc khuyên tu học tất cả các hạnh của đại bồ tát, hoặc khuyên tu học quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật thế nên thiện hiện sau khi thực hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa bổ thí của cải cho các hữu tình các đại bồ tát lại khéo an lập các loại hữu tình giúp họ trụ trong pháp vô thượng an ổn cho đến giúp họ chứng đắc trí nhất thiết trí thiện hiện đó là pháp kỳ lạ hy hữu mà đại bồ tát có được lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa các đại bồ tát dùng pháp thí cứu giúp các hữu tình như thế nào thiện hiện pháp thí có hai loại đó là pháp thí thế gian và pháp thí xuất thế gian thế nào là pháp thí thế gian đó là lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa các đại bồ tát giảng nói khai thị phân biệt rõ ràng cho các hữu tình nghe về pháp vi diệu của thế gian như là quán bất tịnh đếm hơi thở hoặc bốn tịnh lự hoặc bốn vô lượng hoặc bốn định vô sắc hoặc năm thần thông hoặc các pháp thế gian và phạm phụ khác như vậy gọi là pháp thí của thế gian thiện hiện vì sao pháp này được gọi là pháp thế gian bởi vì học pháp này thì chưa thể hoàn toàn đìa thế gian nên gọi là thế gian thiện hiện sau khi thực hành pháp vi diệu của thế gian đại bồ tát này lại tìm đủ cách dạy dỗ các hữu tình giúp họ xa lìa các pháp thế gian dùng mọi phương tiện dạy dỗ hữu tình giúp họ trụ ở thánh pháp và kết quả của thánh pháp thiện hiện thế nào là thánh pháp và kết quả của thánh pháp thiện hiện thánh pháp là 37 pháp bồ đề phần và ba pháp môn giải thoát kết quả của thánh pháp là quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề thiện hiện vì sao pháp này được gọi là xuất thế vì học pháp này có thể hoàn toàn ra khỏi thế gian nên gọi là xuất thế lại nữa thiện hiện thánh pháp của các đại bồ tát là sáu ba la mật đa tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa của bồ tát năm loại mắt sáu phép thần thông mười lực như lai bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại tử đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng pháp không quên mất tánh luôn luôn xả trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng các pháp vô lậu kết quả của thánh pháp là cảnh giới đại niết bàn quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của phật lại nữa thiện hiện thánh pháp của các đại bồ tát là trí của quả dự lưu trí của quả nhất lai trí của quả bất hoàn trí của quả a la hán trí của độc giác bồ đề trí của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật trí của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo trí của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện trí của bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc trí của tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại, mười biến xứ trí của bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa trí của tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa trí của thành đế khổ tập diệt đạo Trí của Pháp nội không cho đến vô tính tự tính không, trí của chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chí của cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, chí của năm lại mất sáu phép thần thông, chí của tịnh quán địa cho đến như lai địa, chí của mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng, chí của ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ, chí của pháp không quên mất tánh luôn luôn xả chí của trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, trí của pháp thiện và pháp ác, trí của pháp hữu ký, pháp vô ký, trí của pháp hữu lậu, pháp vô lậu, trí của pháp thế gian và pháp xuất thế gian, trí của pháp hữu vi và pháp vô vi, đó là thánh pháp Kết quả của thánh pháp là dứt trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não, cụ Thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát cũng có thể chứng đắc trí nhất thiết tướng phải không? Phật bảo thiện hiện. Đúng vậy, đúng vậy, các đại Bồ Tát cũng có thể chứng đắc trí nhất thiết tướng, cụ Thọ thiện hiện lại bạch Phật. Nếu các đại Bồ Tát cũng có thể chứng đắc trí nhất thiết tướng thì có gì khác với Đức Phật? Phật bảo thiện hiện các đại Bồ Tát chứng đắc từng phần trí nhất thiết tướng, chư Phật Thế Tôn đã chứng đắc toàn bộ trí nhất thiết tướng. Vì sao chẳng phải các Bồ Tát cùng chư Phật Thế Tôn tự nhiên có khác nhau? Đó là chư Bồ Tát cùng chư Phật Thế Tôn đều trụ vào tánh không sai biệt của các Pháp. Người cầu tránh biến tri, đối với tất cả các Pháp thì gọi là Bồ Tát, nếu đạt đến cứu cánh thì gọi là Phật Thế Tôn nhưng đối với tự tướng và cộng tướng của tất cả các pháp đức phật thế tôn soi rõ không mờ hoàn toàn thanh tịnh lúc ở nhân vị thì gọi là bồ tát nếu đến quả vị thì gọi là phật thế tôn đó là lý do mà Bồ Tát với Phật Thế Tôn tuy đều chứng đắc trí nhất thiết tướng nhưng có sai khác. Thiện hiện đó gọi là Pháp Thí Thế Gian của Đại Bồ Tát. Dựa vào Pháp Thí Thế Gian này, các Đại Bồ Tát lại có thể tu hành Pháp Thí Xuất Thế. Đó là lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa. Trước tiên các Đại Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo, bố thí cho các hữu tình các thiện pháp của thế gian sau đó làm cho họ nhàm chán pháp lành của thế gian an trụ vào thành pháp vô lậu xuất thế gian cho đến làm cho họ đạt được trí nhất thiết trí. thiện hiện thế nào gọi là thánh pháp xuất thế là các đại bồ tát rằng nói khai thị phân biệt rõ ràng cho các hữu tình gọi là bố thí pháp thiện hiện tất cả các pháp lành không đồng với phạm phu pháp mà nếu tu đúng đắn thì giúp cho các hữu tình vượt hẳn thế gian và sống an hồn. là 37 pháp bồ đề phần ba môn giải thoát tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ trí bốn thánh đế trí ba la mật đa và trí của các pháp không mười địa bồ tát năm loại mắt sáu phép thần thông mười lực như lai, like, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, Ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ, tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tất cả pháp lành vô lậu như vậy đều được gọi là thành pháp xuất thế. Đại Bồ Tát nào giảng nói khai thị phân biệt rõ ràng cho các hữu tình nghe vẻ các pháp như vậy thì gọi là Bồ Tát bố thí pháp xuất thế. Thiện hiện trong đây những gì gọi là ba mươi pháp bồ đề phần đó là bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo thiện hiện đó là ba mươi bảy pháp bồ đề phần thiện hiện bốn niệm trụ là đối với nội thân ngoại thân nội ngoại thân đại bồ tát nương theo thân để quán với đầy đủ tránh cần tránh chi tránh niệm trừ bỏ tham ái lo buồn ở đời dựa vào sự nhóm hợp của thân để quán dựa vào sự hoại diệt của thân để quán do người kia nương vào thân để quán dựa vào sự nhóm hợp của thân để quán dựa vào sự hoại diệt của thân để quán thấy không có chỗ nương dựa nên không nắm giữ đối với các thế gian đó là pháp niệm thứ nhất đối với thọ đối với tâm đối với pháp cũng vậy gọi là bốn niệm trụ thiện hiện bốn chánh đoạn là Đại Bồ Tát vì muốn làm cho pháp ác chưa sanh, vĩnh viễn không sanh, vì muốn làm cho pháp ác đã sanh, vĩnh viễn bị diệt trừ, vì muốn làm cho pháp lành chưa sanh, được sanh, vì muốn làm cho pháp lành đã sanh, bền lâu không mất, gia tăng tu tập để chứng đắc trí rộng lớn, nên vị ấy phát sanh ý muốn siêng năng tinh tấn, kiềm thúc tự tâm, đó gọi là bốn chánh đoạn thiện hiện bốn thần túc là đại bồ tát tu tập thần túc thành tựu đoạn hành nhờ dục tam ma điểm tu tập thần túc thành tựu đoạn hành nhờ cần tam ma địa tu tập thần túc thành tựu đoạn hành nhờ tâm tam ma địa tu tập thần túc thành tựu đoạn hành nhờ quán tam ma địa dựa vào sự nhàm chán dựa vào sự lìa bỏ dựa vào sự tiêu diệt hồi hướng đối với xả đó là bốn thần túc năm căn là tín căn tinh tấn căn niệm căn định căn huệ căn của đại bồ tát đó là năm căn thiện hiện năm lực là tín lực tinh tấn lực niệm lực, định lực, huệ lực của Đại Bồ Tát đó là năm lực. Thiện hiện bảy chi đẳng giác là niệm đẳng giác chi, trạch pháp đẳng giác chi, tinh tấn đẳng giác chi, hỷ đẳng giác chi, khinh an đẳng giác chi, định đẳng giác chi, xả đẳng giác chi của Đại Bồ Tát, đó là bảy chi đẳng giác. Thiện hiện tám chi thánh đạo là tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định của Đại Bồ Tát, đó là tám chi thánh đạo. Thiện hiện ba môn giải thoát là pháp môn không vô tướng vô nguyện của Đại Bồ Tát. Thế nào là pháp môn giải thoát không? Đó là đại Bồ Tát dùng hành tướng rỗng không của vô ngã thu nhiếp tâm về một nẻo, đó gọi là không giải thoát môn. Thế nào là pháp môn giải thoát vô tướng? Đó là đại Bồ Tát dùng hành tướng vắng lặng tịch diệt thu nhiếp tâm về một nẻo, đó gọi là pháp môn giải thoát vô tướng thế nào gọi là pháp môn giải thoát vô nguyện đó là đại bồ tát dùng hành tướng khổ vô thường thu nhiếp tâm về một nẻo đó gọi là pháp môn giải thoát vô nguyện thiện hiện tám giải thoát là đại bồ tát tự có sắc quán các sắc bên ngoài đó là giải thoát thứ nhất tường bên trong không có sắc quán các sắc bên ngoài là giải thoát thứ hai chứng đắc sự thanh tịnh trong thân là giải thoát thứ ba vượt qua tất cả sắc tường diệt trừ hữu đối tượng không tư duy các loại tưởng nhập vào định vô biên không không vô biên xứ định và hoàn toàn an trụ trong đó là giải thoát thứ tư vượt qua tất cả không vô biên xứ nhập vào định vô biên thức thức vô biên xứ và an trụ hoàn toàn trong đó là giải thoát thứ năm vượt qua tất cả thức vô biên xứ nhập vào định vô thiểu sở hữu vô sở hữu xứ và hoàn toàn an trụ trong đó là giải thoát thứ sáu vượt qua tất cả vô sở hữu xứ nhập vào định phi tưởng phi phi tưởng xứ và hoàn toàn an trụ trong đó là giải thoát thứ bảy vượt qua tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ nhập vào định diệt tưởng thọ và hoàn toàn an trụ trong đó là giải thoát thứ tám thiện hiện chín định thứ đại là đại bồ tát lìa pháp dục ác bất thiện có tầm có tứ đi sanh hỷ lạc nhập vào sơ tịnh lự và an trụ hoàn toàn trong đó là lớp định thứ nhất vắng mặt tầm tứ trong tâm yên tịnh chỉ có tánh không tầm không tứ định sanh hỷ lạc nhập vào tịnh lự thứ nhì và hoàn toàn an trụ trong đó là lớp định thứ hai địa hỷ trụ vào xả tránh niệm tránh chi thân thọ lạc mà bậc thánh dạy nên xả bỏ đầy đủ niệm lạc trụ nhập vào tịnh lự thứ ba và an trụ hoàn toàn trong đó là lớp định thứ ba dứt vui dứt khổ khiến vui khổ trước đây chấm dứt hoàn toàn không còn khổ không vui xả niệm thanh tịnh nhập tịnh lự thứ tư và an trụ trong đó là lớp định thứ tư vượt qua tất cả sắc tường. diệt trừ tưởng hữu đối không tư duy các loại tưởng nhập vào định vô biên không không vô biên xứ và hoàn toàn an trụ trong đó là lớp định thứ năm như vậy cho đến vượt qua tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ nhập vào định diệt tưởng thọ và hoàn toàn an trụ trong đó là lớp định thứ chín thiện hiện trí bốn thanh đế là khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí của Đại Bồ Tát. Thiện hiện ba la mật đa là bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, lực trí, ba la mật đa của Đại Bồ Tát. Đó là ba la mật đa thiện hiện trí vẻ các pháp không là trí hiểu biết pháp nội không cho đến trí vô tính tự tính không và trí hiểu biết chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ của đại bồ tát đó là trí của các pháp không thiện hiện mười địa bồ tát là cực hỷ địa ly cấu địa phát quang địa diệm tuệ địa cực nan thắng địa hiện tiền địa viễn hành địa bất động địa thiện tuệ địa pháp vân địa đó là của đại bồ tát thiện hiện năm loại mắt là nhục nhãn, thiên nhãn, thánh huệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn mà đại bồ tát đã mong cầu. thiện hiện sáu phép thần thông là các thần thông mà đại bồ tát tu học như thần cảnh trí chứng thông, thiên nhãn trí chứng thông, thiên nhĩ trí chứng thông, tha tâm trí chứng thông, túc trụ tùy niệm trí chứng thông, lậu tận trí chứng thông, đó là sáu thần thông thiện hiện mười lực như lai là các như lai ứng tránh đẳng giác đối với đạo lý, biết như thật là đạo lý, đối với phi đạo lý, biết như thật là phi đạo lý, đó là lực thứ nhất. Các như lai ứng tránh đẳng giác biết như thật về các nghiệp quá khứ hiện tại vị lai của các hữu tình và nhân dị thục của các pháp thọ xứ đó là lực thứ hai các như lai ứng tránh đẳng giác biết rõ như thật về đủ loại cảnh giới khác nhau của các chúng sanh là lực thứ ba các như lai ứng tránh đẳng giác biết rõ như thật về các loại hiểu biết khác nhau tầm tứ khác nhau là lực thứ tư các như lai ứng tránh đẳng giác biết rõ như thật căn cơ hơn kém của các hữu tình và chúng sanh là lực thứ năm các như lai ứng tránh đẳng giác biết rõ như thật các hạnh nghiệp của các cảnh giới là lực thứ sáu các như lai ứng tránh đẳng giác biết rõ như thật sự an lập sai khác của tất cả tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí tạp nhiễm trong sạch là lực thứ bảy các như lai ứng tránh đẳng giác dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn loài người, thấy các việc thiện ác lúc sống chết của các loài hữu tình, do ba nghiệp ác nơi thân miệng ý, do các tà kiến, do hủy báng thánh hiền nên các hữu tình này đọa vào các đường ác, nhờ các loại diệu hạnh nơi ba nghiệp thân miệng ý, nhờ các tránh kiến, nhờ các ngợi thánh hiền nên hữu tình này sanh vào các đường lành các ngài lại dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn loài người thấy các sắc đẹp sắc xấu của các hữu tình lúc sống chết và do đó lại sanh vào các đường lành đường dữ như thật biết việc các hữu tình sanh vào đường lành dữ tùy theo thế lực của họ đó là lực thứ tám các vị như lai ứng tránh đẳng giác biết rõ như thật đối với vô số việc trong đời quá khứ của các hữu tình biết rõ các việc làm lời nói tướng mạo của họ trong một đời mười đời trăm đời ngàn đời hoặc vô lượng đời hoặc một kiếp mười kiếp trăm kiếp ngàn kiếp hoặc vô lượng kiếp đó là lực thứ chín các vị như lai ứng tránh đẳng giác biết rõ như thật về các lậu tận về tâm giải thoát vô lậu, về tuệ giải thoát vô lậu đối với pháp giải thoát chân chánh, dứt sạch phiền não vì ấy chứng đắc thông suốt và hoàn toàn an trụ trong đó, nhận biết như thật sự sống đã hết, không còn tham ái, việc làm đã xong, không còn luân hồi, đó là lực thứ 10, đó là 10 lực Như Lai thiện hiện bốn vô sở úy là các như lai ứng tránh đẳng giác tự xưng ta là bậc tránh đẳng giác giả sử có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma và trời phạm thiên vương hoặc thế gian khác dựa vào pháp để vấn nạn hoặc làm cho nghĩ nhớ lại đối với pháp này phật chẳng phải là tránh đẳng giác thì đối với sự vấn nạn đó ta thấy rõ nó không có căn cứ do thấy rõ sự vấn nạn ấy là không căn cứ nên ta được an ổn không lo sợ và tự xưng ta ở ngôi vị của phật thế tôn nên ở giữa đại chúng ta giống tiếng giống của sư tử chuyển vận bánh xe đại phạm mà tất cả sa môn bà la môn hoặc thiên ma phạm thiên hoặc thế gian khác chắc chắn không có ai có thể chuyển vận như pháp ấy đó là vô ý thứ nhất hoặc các vị như lai ứng tránh đẳng giác tự xưng ta đã vĩnh viễn diệt sạch các phiền não Giả sử có sa môn, bà la môn, thiên ma, phạm thiên hoặc các thế giới khác y theo pháp vấn nạn, muốn nghĩ làm cho Phật vẫn chưa vĩnh viễn dứt trừ các phiền não này, thì đối với sự vấn nạn ấy ta thấy rõ là không căn cứ. Do thấy rõ sự vấn nạn ấy là không căn cứ, nên ta được an ổn, không lo sợ, và tự xưng là ta ở ngôi vị Phật Thế Tôn. Ở giữa đại chúng ta giống tiếng giống của sư tử, vận chuyển bánh xe đại phạm, mà tất cả sa môn bà la môn thiên ma phạm thiên hoặc các thế gian khác chắc chắn không có ai có thể vận chuyển đúng pháp ấy đó là vô ý thứ nhì hoặc các vị như lai ứng tránh đẳng giác tự xưng ta nói cho các đệ tử nghe pháp có thể ngăn cản sự nhiễm ô giả sử có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm thiên hoặc thế gian khác y pháp vấn nạn hoặc làm cho suy nghĩ có sự nhiễm ô pháp này không thể ngăn cản được thì đối với sự vấn nạn đó ta thấy rõ nó không có căn cứ do thấy rõ sự vấn nạn đó là không căn cứ nên ta được an ổn không lo sợ và tự xưng là ta ở ngôi vị phật thế tôn ở giữa đại chúng ta giống tính giống của sư tử vận chuyển bánh xe đại phạm Mà tất cả sa môn, bà la môn, thiên ma, phạm thiên hoặc các thế gian khác chắc chắn không có ai có thể chuyển vận đúng pháp ấy Đó là vô ý thứ ba hoặc các vị như lai ứng tránh đẳng giác tự xưng, ta nói cho các đệ tử nghe về đạo xuất ly mà các bậc thánh tu tập quyết định xuất ly chắc chắn thông đạt, dứt sạch các khổ đến tận bờ mé. Giả sử có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm thiên hoặc thế gian khác, dựa vào pháp vấn nạn hoặc làm cho suy nghĩ, có người nào tu theo đạo này thì chẳng phải xuất ly đúng đắn, chẳng phải thông đạt đúng đắn, chẳng hoàn toàn dứt khổ, không thể vượt hết khổ, thì ta thấy rõ sự vấn nạn ấy là không có căn cứ do thấy rõ sự vấn nạn ấy là không căn cứ nên ta được an ổn không lo sợ và tự xưng là ta ở ngôi vị phật thế tôn ở giữa đại chúng ta giống tiếng giống của sư tử vận chuyển bánh xe đại phạm mà tất cả sa môn bà la môn thiên ma phạm thiên hoặc các thế gian khác chắc chắn không có ai có thể chuyển vận đúng pháp ấy đó là vô ý thứ tư đó là bốn vô sở ý thiện hiện bốn vô ngại giải là nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải và biện vô ngại giải, thiện hiện thế nào là nghĩa vô ngại giải? đó là trí biết rõ nghĩa lý không bị ngưng trệ thế nào là pháp vô ngại giải đó là trí không bị ngăn ngại đối với giáo pháp thế nào là từ vô ngại giải đó là trí thông đạt về ngôn từ thế nào là biện vô ngại giải đó là trí biện bác nói năng không bị ngưng trệ thiện hiện 18 pháp phật bất cộng là các vị như lai ứng tránh đẳng giác thường không lầm lỗi không nói giọng thô bạo ý niệm không sai sót tâm luôn ở thắng định không có các loại tưởng luôn lựa chọn xả bỏ, không nuôi mất ý muốn làm việc thiện, tinh tấn không giảm, nhớ nghĩ không thối chuyển.